Đã 2 tháng rồi, người đàn ông này không lấy sợi bã nhờn ra khỏi mũi và anh ta chỉ cần ấn một phát là sợi bã nhờn ra rất là nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa sợi bã nhờn bằng cách sử dụng BHA 2 lần một tuần và bôi retinol 0,5% vào mỗi buổi tối.